đừng dính dưng luận đận. Rõ ràng nhất là vợ đầu tiên của tôi thì tôi chia tay, có giấy tờ. Mấy người con? Có một người con ạ. Thứ hai là tôi lúc đấy tôi còn thanh niên tính mà, nhất là đi Tây về nha, là mải chơi. Rồi, đó là vợ đầu tiên. Hai mối tình sau thì là không đăng ký chính thức. Khi mà tôi ở bên Tiệp thì tôi có quen một bạn mà tôi có con với bạn đấy. Rồi, và người thứ ba? Tôi quen năm 2010. Hai mẹ con thì đi du lịch ở bên Úc. Thì trước lúc ở lại bạn kia gọi, tôi khuyên bạn ấy nên nghĩ lại, bởi vì là con còn nhỏ. Cháu lúc đấy có 7 tuổi, sống với nhau từng mấy năm, bạn bảo thôi không về nữa. Thì lập gia đình từ năm 1990 đến năm 1995 mình ly hôn, mình ở cho tới giờ. Như mong muốn nhất của mình là tôi muốn tìm một bạn nữ tầm từ 35 đến 40 tuổi. Mình xin chào chương trình, mình xin chào hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Mình là tên Huỳnh Yến. Dạ. Mình sinh được năm 1970. Mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại mình đang làm thời trang, may mặc, kế toán. Rồi, xin mời anh. Здравствуйте, вас, Шикни. Вас, два MC, Quyền Linh and Ngọc Lan. Xem David, xem Hà Nội. Rồi, không nghe gì hết. Dịch là xin chào tất cả các bạn, quý vị khán giả. Tôi là Tuấn và chào hai MC, Quyền Linh và Ngọc Lan. Rất ấn tượng với hai MC. Dạ. Và tôi đến từ Hà Nội ạ. Anh ấy nói tiếng Nga hả? Tiếng Tiệp ạ. Tiếng Tiệp hả? Czechoslovakia. À dạ. Séc, Cộng hòa Séc. Anh sao anh học tiếng Tiệp? Anh ở bên Tiệp ạ? Năm 87 tôi có đi Tiệp du học theo diện du học sinh. Thì tôi sống ở bên đấy 21 năm ạ. À, anh biết bao nhiêu thứ tiếng? 4 ạ. 4 tiếng Tiệp, tiếng gì nữa? Tiếng Tiệp, tiếng Nga, Paruski này, Germany and English. Tiếng Anh, tiếng Đức. Vâng ạ. Tiếng Tiệp. Vâng ạ. Tiếng Nga. Quá dữ luôn. Tiếng Việt nữa là 5. Anh làm công việc gì? Tôi học chuyên ngành về công nghệ ô tô. Dạ. Vâng ạ. Khi về nước thì tôi làm trong hãng xe. Tôi làm về chuyên viên về mảng quản lý, về nhân sự và kỹ thuật. Dạ. Vâng ạ. Anh họ tên là gì? Tôi là Đoàn Tuấn ạ. Anh Đoàn Tuấn sinh năm mấy? Tôi sinh năm 69 ạ. Anh từ Hà Nội mới bay vào luôn? Không ạ, tôi sinh sống ở làm việc ở Sài Gòn ạ. À vậy á, ở đâu anh? Tôi là nhân viên lái xe thương quyền của Tổng Công ty Hàng không miền Nam. À, ở sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Bây giờ anh làm sân bay Tân Sơn Nhất hả? Làm lâu rồi, làm từ năm 2019 ạ. Tối hôm qua mới gửi đồ thấy anh chạy xe. Mà kêu không kịp. Kêu không kịp. Xin lỗi, tôi trong sân bay thì cũng khá nổi tiếng. Rồi, chào đón anh đến với bạn Nguyễn Hàng Hòa. Bây giờ thì nhà gái, ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái như thế nào? Dạ, điểm mạnh là yêu công việc nhiều, rất là ham làm việc. Còn điểm yếu là có khi không thích buồn, không thích áp lực. Không thích buồn và không thích áp lực. Đúng rồi. Vấn đề mà không thích áp lực là nó căng thẳng lắm đó. Điểm mạnh anh thì nhiều rồi đó. Nhưng mà điểm anh có điểm yếu gì không anh Tuấn? Thật sự với Quyền Linh là bình thường như này tôi rất là mềm, tức là rất là nhã nhặn. Khi mình nóng tính thì đôi khi mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, thì đôi khi nó sẽ là bất lợi cho mình. Thì ngoài giờ đi làm ra thì tôi có tham gia vào cái đội SOS của Hồ Chí Minh á. Đấy, thì tôi giúp các cái anh chị mà các bạn mà đi trên đường mà bị tai nạn á, hỏng xe dưới đường á, thì bọn tôi sẽ là người cứu trợ. Dạ. Đường tình duyên của anh Tuấn sao nhỉ? Đường tình duyên cũng luận đận. Rõ ràng nhất là vợ đầu tiên của tôi thì tôi chia tay, có giấy tờ. Mấy người con? Có một người con ạ. Chúng tôi sống với nhau khá lâu, từ năm 92 đến năm 2009 mới chia tay. Tất cả là lỗi là do tôi. Tôi cũng không chăm lo nhiều cho bạn ấy. Thứ hai là tôi lúc đấy tôi còn thanh niên tính mà, nhất là đi Tây về nha, là mải chơi. Rồi, đó là vợ đầu tiên. Hai mối tình sau thì là không đăng ký chính thức. Khi mà tôi ở bên Tiệp thì tôi có quen một bạn mà tôi có con với bạn đấy. Rồi, và người thứ ba? Tôi quen năm 2010. Dạ. Vâng, thì chúng tôi hợp nhau lắm, hợp. Anh tưởng tượng là không có cái hầu như không cãi nhau. Khi bạn ấy khóc thì tôi vào tôi ôm thì là hết. Đấy, nhưng mà nhiều khi các cụ nói là tam hợp thành tam tai. Thật ra là nhiều khi hợp quá lại không tốt. Sao chia tay? Bạn ấy, hai mẹ con thì đi du lịch ở bên Úc. Thì trước lúc ở lại bạn kia gọi, tôi khuyên bạn ấy nên nghĩ lại, bởi vì là con còn nhỏ. Cháu lúc đấy có 7 tuổi, học lớp 1. Thì ra tôi có khuyên bạn ấy là nên nghĩ cho con trước. Xong bạn bảo tương lai của con sẽ tốt hơn. Thì tôi bảo thôi tôi tùy em, bởi vì là anh với em khoảng cách quá xa. Tức là anh với em cũng thật sự là cũng chưa đăng ký. Nhưng mà em phải nghĩ cái tình nghĩa, mình sống với nhau từng mấy năm. Bạn bảo thôi không về nữa. Phải chia tay luôn. Vâng. Tôi nghĩ vẫn là do tôi. Bởi vì đàn ông mà không giữ được vợ thì không, thật là đáng trách. Rồi con, người con đó trai hay gái? Trai ạ. Nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm 2010 thì năm nay các bạn ấy là 14 rồi. À, vâng. Wow.
Vậy là anh cũng đường tình duyên quá lần đần luôn hả? Vâng. Là anh ở vậy từ 2007 tới nay luôn. Vâng ạ. Đó lý lịch của bên nhà trai. Còn nhà gái mình thì sao? À, mình thì lập gia đình từ năm 1990 đến năm 1995 mình ly hôn, mình ở cho tới giờ nhưng có một mối tình thôi ạ. Khi mình mở công ty thì hai người làm chung ngành cho đến hết năm 2013 thì giải thể. Thì từ đấy là xa nhau. Chị có bao nhiêu người con? À, có một người, thằng ấy năm nay 35 tuổi. Còn 35 tuổi rồi hả? Dạ vâng ạ. Mỗi người có một cái cuộc sống nó cũng lận đận á. Bây giờ mình gặp nhau đây rồi biết đâu mình hợp với nhau thì sao? Đúng rồi. Bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về cái mong muốn về người bạn sắp tới mà mình muốn làm quen nè. Tại vì ai cũng đã trải nghiệm quá nhiều, cuộc sống hiện tại bây giờ là nên nghiêm túc mọi thứ để mình tìm hiểu với nhau một thời gian gì đấy. Rồi nó hợp hay là có duyên có nợ gì đó thì sẽ tính tiếp. Chị có yêu cầu như thế nào không về mỗi người? Yêu cầu mỗi người là hiền. Hiền. Không nhậu nhiều, không hút thuốc là được. Công việc của anh này chắc cũng ít nhậu à? Dạ đúng rồi. Hiền thì chưa chắc hiền bởi vì công việc của anh rất là phải cái. Tôi không biết uống bia rượu từ bé đến giờ. Không biết luôn. Không biết bia rượu thuốc lá không biết. Công việc của anh quản lý mà thành ra là anh cũng quyết liệt lắm á. Dạ. Thì tốt quá rồi. Còn anh? Mong muốn nhất của mình là tôi muốn tìm một bạn nữ tầm từ 35 đến 40 tuổi. Nói chung là biết đối nhân xử thế. Và nếu mà có hướng ngoại một chút thì là tốt. Bởi vì là bản thân tôi thì cũng là đi nước ngoài về, thành ra tôi sống rất là phóng thoáng. Dạ, yeah. Yêu cầu anh nãy 30-40 thì bên đây chị là sinh năm 70. Đúng rồi. À, sao anh? Nếu mà cảm thấy mà bạn nữ mà hợp với mình mà tôi là người rất là tính, rất là thanh niên tính. Và tôi lúc nào tôi cũng vui vẻ, chỉ muốn được chia sẻ với cả cái người mà mình yêu thương thôi. Thành ra là ví dụ bạn nữ mà tức là cùng cái tính cách như mình ấy, thì lúc mà về nhà gặp nhau ấy, tức là mình muốn lúc nào cũng vui cười, với cả thứ hai là mình muốn chia sẻ hết tất cả những công việc và tất cả những cái gì mà hàng ngày phải gặp để cho mình tức là mình nhẹ lòng lên ạ. Và thứ hai nữa là mình cảm thấy được kết nối với nhau sau một ngày mình đi làm vất vả. Rồi thôi mình chúc cho gặp mặt đi rồi coi rồi. Có thể chia sẻ được coi hay không? Coi cẳng gì đó. Anh đi với ai? Dạ, tôi đi với anh họ tôi ạ. À, anh họ hả? Vâng ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thưa anh Quyền Linh, bạn Ngọc Lan, chào bạn Yến. Tôi tên là Đoàn Khánh. Theo dõi tâm sự và chia sẻ của hai bạn từ đầu tới giờ thì tôi thấy hai bạn có những cái hoàn cảnh và tâm trạng cũng khá là tương đồng. Hôm nay các bạn được ban tổ chức lựa chọn thì tôi nghĩ cái đó là một cái duyên rất là lớn. Hai bạn nên trân trọng và nắm bắt. Tuổi tác anh nghĩ là không quan trọng đâu Tuấn. Cái quan trọng nhất là cái duyên mà có hợp với nhau hay không. Hay quá. Dạ, hay quá. Nên là rất muốn là các bạn cùng bấm nút để nắm bắt được cái cơ hội này. Và cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh. Nhà gái hôm nay mình đi với ai ạ? Đi một mình. Dạ rồi. Em nghĩ là chị sẽ đủ trải nghiệm để mà có thể tự xử được đúng không? Cảm ơn. Dạ, có gì thì chị cứ nói nhỏ với em nha. Rồi. Mở ra. Việc còn lại của anh Tuấn đó. Vâng ạ. Chào em. Anh có bó hoa này thôi với cả cái thiệp này xin tặng em trong ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Chúc sức khỏe. Anh thấy ở đây có một cái thiệp, anh có ghi gì trong đây không? Để dạ, em đưa có, cho chị đọc. Có đấy á. Thiệp là chúc mừng. Vâng ạ. Ngày gặp mặt của anh và em, cảm ơn em đã đến đây gặp nhau. Vâng ạ. Dạ xin cảm ơn. Vâng. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thấy anh hiền. Không hề hiền đâu, anh xin lỗi, anh hiền nói thẳng. Anh không hề hiền, nhưng anh biết điều và anh biết cư xử, biết cách sống. Nếu bây giờ anh gặp cái người mà đúng thì có thể anh tìm hiểu là bao lâu? Bất kể lúc nào, nếu chỉ cần ví dụ anh với em hợp với nhau và anh với em hợp về cách nói chuyện ấy, hoặc là chia sẻ đúng theo cái gu, cái sở thích của mình á, thì kể cả tháng sau anh đến với em được. Em thì ít nói, nhưng mà gặp được anh mà nói nhiều thì cũng đỡ cho em. Anh không hề nói nhiều. Dạ. Anh biết đồng cảm, anh biết chia sẻ với cả người đối diện. Dạ. Tức là người ta có như nào, người ta bộc lộ với anh thì anh sẽ chia sẻ theo quan điểm của anh.
có chuyện buồn người ta sẽ vơi bớt đi, hoặc là có chuyện vui thì người ta sẽ có cảm hứng nói chuyện với mình. Đấy là cái gọi là cái biết chia sẻ của anh với cả người đối diện. Đấy, chứ còn anh không hề nói nhiều. Nếu mà gặp ai mà anh không quen, anh không hề nói luôn. Ở cái môi trường làm việc với cả một cách sống của anh ấy, nó đúng hệt như Tây luôn. Tức là việc của ai người ấy làm, không quan tâm, không care gì đến cuộc sống của nhau cả. Nếu không phải là cái người mà mình yêu mến, yêu quý. Nhưng mà tuổi tác thì anh không có quan trọng nhiều phải không? Quan trọng anh tất nhiên là anh, cái đấy là cái ước muốn của anh là như thế. Ví dụ anh với em đến được với nhau, sở thích anh những ngày nghỉ á, anh phải giảm áp lực công việc đi để cho vào những ngày nghỉ đấy. Thì anh rất hay thích đi chơi. Buổi sáng anh dậy anh uống cà phê, xong buổi trưa anh ăn trưa, xong là buổi chiều anh vác xe, anh đi xe xuống Vũng Tàu, anh ngồi ngắm biển, anh ăn buổi tối dưới đấy xong anh đi về. Không có cái gì cả ngoài cái sự gọi là làm cho mình nhẹ, tức là làm cho mình bớt cái áp lực cuộc sống ấy. Thì nếu mà em đồng cảm với anh như thế thì những ngày nghỉ anh có thể sẵn sàng lên đón em, anh đưa em đi chơi bất kể nơi nào em muốn. Chị có yêu cầu gì bên nhà trai không? Có hỏi gì nhà trai? Dạ không? Yêu cầu là khi anh ngày nghỉ có thể là hẹn rồi đi ăn hoặc cà phê hoặc đi đâu trong ngày là vui thôi, như thế để mình có thời gian mình tìm hiểu. Anh có thể, em có thể gọi anh sang nhà em làm bất kể công việc gì của em, anh có thể làm được hết, kể cả nấu ăn, vò giặt quần áo, là quần áo, bất kể. Rồi thí dụ hai người đến với nhau thì chúng ta chia sẻ về mặt kinh tế thế nào, anh chị cứ nói, thể nói rõ quan điểm của mình luôn. Thì bây giờ cái điều kiện sống thì tiền mình làm ra thì mình có thể cùng nhau chia sẻ để mình okay. Cuộc sống nó thoải mái hơn. Đúng rồi. Thôi cách sống của anh rất phóng khoáng, thành ra tiền anh kiếm ra được anh không hề tiết kiệm, anh không hề bủn xỉn với cả bất kể với cái việc gì, nhất là chi tiền cho người thân yêu của mình anh không hề bủn xỉn luôn. Anh đưa hết cho em, hết tiền ngày hôm sau anh đi kiếm lại cũng được. Thật ra thì anh chị có thể đưa ra những cái quyết định chính xác, bởi vì anh chị cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Vâng ạ. Trước khi chúng ta quyết định đó thì anh chị tiến gần lại chút xíu nào. Cho anh nắm tay em. Dạ. Hai người nắm tay nhau. Đó. Nãy giờ anh cảm nhận chị là người thế nào? Nói rất là nhỏ nhẹ. Dạ, cảm ơn. Anh rất là muốn gặp. Dạ. Thứ hai là nếu mà anh với em đến được với nhau ấy, thì em hãy nói ra để anh có thể chia sẻ và anh có thể nói cho em, anh có thể cho em những lời khuyên về cuộc sống, về công việc. Thế thôi chứ còn đừng im lặng. Im lặng là cho làm cho bọn anh cũng khó xử. Chị thấy anh là người thế nào? Dạ cũng là cảm nhận thấy cũng ấm áp, nhưng sẽ cho thời gian mình sẽ tìm hiểu rồi hai bên như thế nào đó sẽ có thời gian. Mời anh chị về chỗ. Mời anh chị về chỗ ngồi ạ. Quyết định của mình là do mình, nhưng mà bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với lúc bấm đó. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Là bấm. Rồi, chúc mừng anh Tuấn đặt một nụ hôn trên má, minh chứng rằng bấm nút đó đến từ trái tim của mình. Đúng vậy em, nói dài có lý không em ơi? Em ơi, trả lời hẳn đi em ơi. Dạ ơi. Bây giờ anh nghĩ rằng là đã tới thời điểm rồi đó. Dạ. Cả tỉnh. Không lạ lạ gì khi gặp nhau được. Còn bên này ru, bên này cũng... Ru hơi bệnh. Không bị bệnh đâu, tốt lắm á. Nên thấy gồ ghề thôi chứ tâm rất là tốt. Mặt rất là hậu. Cái tên của em là tên Trần Văn Khoa. Trần Năm nay em 31 tuổi. Làm nghề gì? Kiến trúc sư. Kiến trúc sư. Dạ. Anh rất là cá tính là cái mái tóc. Cái này là không phải cá tính mà giống nòi là di truyền á. Rồi, xin mời cô gái. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Kim Lu. Kim Lu, Lu dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 27 tuổi chị. 27? Dạ. 27 mà nhìn nhí nhảnh, tin quá, hồn nhiên quá. Nhìn em cái toán tầm 22, 23 tuổi thôi. Lu đang làm công việc gì? Hiện tại em làm sale. Năng động, trẻ trung như vậy mà chưa có bạn trai hả? Ai cũng nghĩ em có người yêu hết á, cho nên em bị ế. Từ trước giờ mình có được mà mấy mối tình rồi? Cũng 1-2 lần rồi chị. Mà tại sao phải chia tay?
Tại chắc do tính em nó cá tính quá, với lại tính bạn sao mà gọi là cá tính. Em thích cái gì đó thì em sẽ làm và em không phụ thuộc vào cái ý kiến của bạn trai em. Có nghĩa là mình thích gì làm nấy, bất cần người ta nghĩ sao? Không, cái cách nghĩ đó của em nó cũng phải đúng, nó không phải sai với cái chuẩn mực nào đó của xã hội. Ví dụ như em để tóc ngắn mà bạn em yêu cầu em để tóc dài là đương nhiên em sẽ không để tóc dài. Em thích tóc ngắn tại vì đó là cá tính của em. Bạn có cá tính gì đặc biệt không? Cũng có nhiều điều đặc biệt lắm. Em làm bên một cái ngành vừa kỹ thuật mà vừa tính chất thẩm mỹ á. Đó là ngành gì? Ngành kiến trúc anh. Kiến trúc. Kiến trúc là mình thiết kế, mình phải có cái đầu óc tư duy của một người nghệ sĩ, cộng với lại có cái trình độ của người kỹ thuật, có đầu óc của người kinh tế, nó tổng hợp nhiều yếu tố lắm. Trong công ty của bạn là bạn làm cái công việc chính là công việc gì hả bạn? Dạ em hiện tại thì đang có một công ty nho nhỏ, thì em đang đảm nhiệm ở đầu ngành vậy ạ. Đầu ngành. Đốc. Nhìn rất là phong trần ha. Đâu ai nghĩ bạn giám đốc. Nói giám đốc đi còn chơi chữ đầu ngành nữa, mệt ghê luôn. Bạn nữ, chị hỏi nè, nếu một hồi kéo màn lên nè, em nhìn bạn trai bên kia nè, gặp cú sét ái tình yêu liền nè, hai bên yêu nhau giờ người ta kêu bạn để tóc dài, có để không? Cái đó em suy nghĩ lại chị. Sao hồi nãy em nói là em không? Cái người đó vẫn phải thuyết phục được em. Bạn đó làm cái gì cho em để em cảm thấy là người đó chững chạc hơn, lớn hơn em, và em có thể nghe lời theo, giống như gia trưởng một xíu. Ồ, vậy là em thích người đàn ông gia trưởng một tí. Một ít thôi chị, nhiều quá em. Còn gì nữa, những cái gì ở đàn ông mà em thích? Mạnh mẽ. Đây mạnh lắm, khỏe lắm. Cái gì em không thích? Đàn ông mà có tính đàn bà á chị. Em đã chuẩn bị tinh thần để kết hôn chưa? 27 tuổi đúng không? Dạ. Già rồi đó. Nhưng mà em thấy em đâu có già. Nhưng mà cái tuổi nó cũng già rồi. Dạ cái tuổi thì nó già em chấp nhận. Bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Dạ cũng có. Nhưng bây giờ bên bển là đồng ý rồi đó. Tiến tới kết hôn chưa? Hôn nhân liền chưa? Hay là còn chờ nữa? Em phải chờ em tìm hiểu như thế nào chứ chị. Trời em khó. Chứ bây giờ em mở màn ra bắt em chịu liền sao em chịu được? Em chưa gặp cú sét nên em nói vậy. Thì đó bây giờ em đâu biết cái sét đó nằm ở đâu. Đây chị ví dụ, nếu bây giờ gặp cú sét thì có chịu cưới liền luôn chưa? Anh vui à? Anh thấy cô gái bên kia lanh không? Lanh nhưng mà cũng hơi bị kén đấy. Hơi bị kén hả? Dạ em kén lên em... đây anh. Không vậy em cũng giống anh á, anh cũng kén tới bây chết giờ. Bây giờ bạn thích cái điều gì ở người bạn gái của bạn? Ngày xưa thì nó nhiều lắm, giờ chung cùng của em thì nó chỉ rút lại câu thôi, biết sống là được chị. Em có biết sống không em? Có lẽ bạn hơi sành sỏi trong chuyện tình yêu đúng không? Dạ thì cũng trải qua một số mối tình rồi cũng yêu quá. Yêu cũng nhiều nhăn cùi lắm rồi thì bây giờ. Ủa nhăn cùi là yêu sao? Dạ, tức là yêu cũng lên bờ xuống ruộng anh. Trời đất ơi. Bạn cần điều gì ở cái người mà bạn đang đi tìm? Thứ nhất về ngoại hình thì cũng tương đối thôi, nhìn đáng yêu tí. Rồi tính tình thì chững chạc. Khi quyết định phải quyết định cái rụp chứ đừng cái mà do dự nhiều quá, em cho cơ hội nhưng mà nó cũng có tới giới hạn rụng rậm kia thôi. Bên kia người ta rất là quyết đoán, bên đó rất là quyết đoán, nghĩa là được là tới liền cơ hội. Mà nãy giờ chị hỏi em bao nhiêu lần mà em cứ né cái từ kết hôn hoài, hình như là em không thích kết hôn đúng không? Đời người mà ai cũng phải trải qua kết hôn rồi mới trưởng thành đúng không chị? Nhưng mà đây là chuyện cả đời nữa, không phải trong một phút chốc mà mình vội vã em đồng ý em lấy anh á thì nó cũng gì đó, nó hơi phiêu phiêu. Tôi thấy cặp thì không hợp rồi. Chào chị. Nói chung chị khuyên em vậy, tất cả mọi thứ phải từ từ lại. Bạn gái bên này thích từ từ, phải trải nghiệm, phải tìm hiểu. Nhớ chị giúp đỡ nha. Không, tôi là tôi không có chọn rồi đó. Khó ghê. Chị không chọn, xem dám chọn. Trước khi qua anh kia hỏi ha, bạn thích một cô gái có hình thức sexy chút xíu hay là cô gái có hình thức kín đáo chút xíu? Nếu mà sexy cho em xem thì em thích, mà sexy cho người khác xem em ngu thích. Của mình là mình xài chứ. Đúng không? Của mình xài không thích người khác xài á. Như vậy thì bạn gọi là gì? Cái gì của anh ta? Ích kỷ à? Ích kỷ đúng rồi. Dạ không, cái này có tự kỷ đàng hoàng, mình phải kỷ của mình chứ. Mình đưa cho người ta xem chiêm ngưỡng. Đúng rồi anh Linh ơi, cái này sao gọi là ích kỷ được? Ích kỷ không lẽ sexy dù người ta mặc kêu gọi xíu tôi đi cho nó nhìn đẹp hơn. Có nào, gì đâu. Em phải ủng hộ cô ấy làm đẹp. Nhưng mà em không ủng hộ cô ấy khoe cho người khác nhìn. Đúng vậy không em? Nếu vậy có lý không em ơi? Em ơi trả lời ảnh đi em ơi. Dạ ơi. Bây giờ anh nghĩ rằng là đã tới thời điểm rồi đó. Dạ. Cả tính. Không lạ nhiều khi gặp nhau được. Còn bên này gu bên này cũng gu nó hơi bệnh. Không có bệnh đâu. Tốt, tốt lắm á. Nhìn thấy gồ ghề thôi chứ tâm rất là tốt. Mặt rất là có hậu. Rất là thẳng thắn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau nha. Bạn kéo lên. Bạn miền Trung ơi, mình đùa với bạn tí thôi chứ chúng ta đồng nghiệp ở đồng hương nha. Bạn bên kia dễ thương lắm. Bạn nhìn không chừng ngất ngay đấy. Nhìn là tóc dựng lên luôn á, mặc dù tóc có tóc đâu mà dựng. Tóc đâu mà dựng. 2 phút bắt đầu. Anh cảm thấy ấn tượng với em như thế nào?
cũng ổn, nói chung là về cái bề ngoài là ok rồi đó. Còn nãy giờ nói chuyện là thấy cũng khá cá tính. Ngoại thất thì ổn mà nội thất chưa biết luôn anh. Cái này phải khám phá thôi, anh thích khám phá điều đó. Vỗ tay em cái này. Không, ý em nói nó nội thất là nội tâm á, tâm hồn, chứ em không có nói nội thất gì. Chứ nãy giờ anh đâu có nói cái suy nghĩ đâu. Của anh, nhưng mà em biết em biết cái suy nghĩ. Khám phá cái nội tâm không, của em cơ. Em biết cái suy nghĩ của anh, nhưng mà em thích cái suy nghĩ đó của anh á. Vậy ta còn gu rồi. Nửa lạng người 8 cân rồi đây. Em nghĩ về anh thế nào? À, em nghĩ thì nhiều lắm. Vậy sao? Tại em nhìn anh em bất ngờ quá cho nên em hết hỏi được luôn. Bây giờ là nó có miếng điện nào sát tới chưa em? Em không biết nữa. em có nghe nó tê tê chưa? Dạ em thấy lưng lửng. Dạ em thấy lưng lửng rồi đó, em không có nặng đâu đó. Ai đang lên mai. Có tê gì chưa em? Hả? Nó đại đi, đại chị có nói rồi. Không mà có tê chắc vô điện thôi chứ em chưa thấy gì. Chắc là anh đụng nó mới tê ra. Cái đó hên xui à anh. Cái đó hên xui tùy người. Nguồn điện âm dương đụng nhau là nó sạc ra lửa đó. Dạ anh học lý cũng kỹ lắm á. Ông ơi ông nói chuyện nhìn đây nè, ông sạc ra lửa nhìn qua tôi chi ông nội. Em hỏi gì nữa không, để anh hỏi. Không, em hỏi gì nữa đâu. Em nhìn vô anh hỏi nó mới tập trung được. Em thích người đàn ông xây dựng gia đình trên đất Sài Gòn này nè hay ở nơi đâu? Phụ nữ mà anh, chồng đâu thì vợ đó. Nhưng mà xa quá em không có đi. Dạ. Em về tới nơi đâu? Em về tới nơi đâu? Tại em nhắm tình hình địa lý, nếu mà xa xôi quá thì em giờ lại gần xíu. Dạ hai đứa mình giờ cho nó gần lại xíu. Ước gì hai nhà. Cái đó tùy anh thôi, anh là kỹ sư xây dựng, anh tính toán anh đo lường sao cho nó gần nữa, em đâu có tính được. Không, anh tính cái đó thì tốt rồi, nhưng mà có sự đồng lòng của người khác nó mới dễ tính. Có bạn cảm nhận thế nào với bạn đối diện của bạn? Dạ cũng ổn. Ổn thì bấm chuông em ha. Thôi vậy thôi. Hết giờ. Chưa. Thôi hết giờ rồi. Thôi anh được rồi anh. Còn tới phút bắt đầu chưa. Hết rồi. Chưa, quay đi còn phút nữa. Hai người nói tiếp đi. Anh là người dẫn. Hình như em hơi căng thẳng như, với anh đúng không? Hình như em thấy anh thích nghe em với anh này nói chuyện. Đúng rồi, anh rất thích. Vui. Ở đời ai không thích vui em. Anh cũng thích vui nên anh mới trò chuyện cho nó vui á. Em thích vui không? À, vui ai không thích anh, nhưng mà có chừng có mực thôi chứ. Rồi, hoài mà. Cười hoài người ta nói mình có vấn đề. Không, mình cười hợp lý là đâu không vấn đề. Miễn sao trời nắng mình đừng có đi nhông nhông mình cười nó mới nguy hiểm thôi. À, có cô ấy còn ngại ngùng anh ơi, tôi cho bạn sao hết rồi. Lên mà. Trước khi bấm nút ha. Có điều gì không thích về người bạn gái? Không thích về người bạn gái hả anh? Ừ. Hồi nãy em nghe cô ấy cũng còn do dự nhiều quá. Hồi xưa em đã từng chia tay một cô gái vì quá do dự. Mình đã cho cơ hội nhiều. Tất nhiên tức là mình là ông thì mình rộng lượng hơn xíu, nhưng bên em rộng lên lớn lên tí rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Đây ạ. 3 tiếng đếm dành cho các bạn. 1 2 3. Trời ơi, tự 3 luôn. Tự 3 luôn vậy. Mời em. Ủa em thấy bên này ổn không mà bấm nút vậy? Hồi nãy ngồi em không có thấy, giờ đứng em mới thấy. Thấy sao? Thấy lùn. Em thấy hơi bất ổn. Không, nhưng mà em đừng có nhìn cái đứng này mà bất ổn. Có điều nó ổn hơn, em cứ yên tâm. Em chờ cái điều ổn hơn đó của anh. Giờ hai người sung quá. Em. Thôi, ghéo méo gì ôm nhau cái cho tình cảm. Ôm nhau luôn chị. Thôi. Hai chị ơi, giờ ôm chị lắm, giỏi lắm chị. Kệ đâu có gì đâu em. Giỏi lắm chị, có bất ổn không? Trời ơi, cho chị vừa lòng. Ba hai người nắm tay nhau đi ha. Coi. Ủa? Không, nắm tay. Nắm ai kia em, nó dễ anh mới dìu em đi được. Rồi, cảm nhận gì cái nắm tay đó không? Em rung, sao? Rung, dạ rung. Dạ, đây chưa? Anh kia anh đang truyền điện anh chưa rung. Điện anh chắc điện cao thế. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và chúc hai bạn thì mình muốn một bạn nữ thì phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi phải biết tự bảo vệ mình. Và muốn tưởng tượng người phụ nữ bên kia thế nào? Dạ thì cháu nghe thì nó thấy cái giọng đó rất là ngọt. Có thể một gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Này, trong chưa biết chưa gặp sao biết được. Tưởng tượng xem bây giờ. Mình cảm nhận đoán thôi. Chắc tóc dài. Tóc dài. Rất dài. Rất dài. À, chào anh gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Người Bình Định hả? Dạ đúng rồi. Quyện nào? Dạ em ở An Nhơn ạ. An Nhơn. Dạ. Rồi. Như vậy người Bình Định là tao nói là con gái Bình Định là cũng như là giữ chồng dữ lắm luôn á.
Cũng có thể. Cũng có thể. Mình cũng rất là nghe từ những mối tình và hy vọng là mối tình này sẽ được bền vững nha. Và sẽ là mối tình cuối cùng. Dạ. Chàng trai bên đây thì hơi gọi là kỹ tính chút xíu. Dạ. Thằng ông kỹ tính thì em thấy sao? Em thích những người kỹ tính. À, kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em thích tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, xòe xòa. Xòe xòa. Người này kỹ tính không có xòe xòa nào. Em không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Chỉ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi nha. Dạ. Thấy lộn là chiều cao cũng rất là cao. Có thể mang thuốc càng cao càng tốt. Không sao cả. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính gì nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Dạ, nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc phải qua năm. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh, em chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trùng Kỳ, năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, con làm bên bất động sản. À, nói rõ là tên nào? Dạ, cái này là bí mật của công ty không thể nói được. Hả? Không, tên em á. Của em á. À dạ, là Nguyễn Trọng Kỳ. Nguyễn Trọng Kỳ. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 28. 28. Dạ. Công việc là gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc. À, kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê ở Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyên Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm thay thế cho phụ gia. Dạ. Em bao nhiêu tuổi? Em hiện tại em 26 tuổi. 26 tuổi. Dạ. Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì em nấu ăn được ạ. Dạ, và ưu điểm em là người sống tích cực ạ. Và em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ. Dạ. Điểm yếu của em là em hơi ương bướng một xíu. Nhưng mà không đến nỗi là nếu như người bên cạnh của em giải thích, ví dụ em làm một việc gì đó mà người bên cạnh em giải thích rõ ràng thì em sẽ nghe theo chứ không đến mức cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình, nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, dạ. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ và rất là thích đi phượt, và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Ừ. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc, tức là hát không có được, cho nên mà cái chương trình văn nghệ rồi gì là coi như là mình bỏ tay cả. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi. Dạ. À. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Dạy về cái gì? Dạ môn taekwondo ạ. Wow, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng rồi. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền cũng võ là dữ lắm á, em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Năm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc, bây giờ em cũng thấy là hơi rung. Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Dạ, em xin hát bài Bèo Dạt Mây Trôi. Rồi, hát xong là trôi hết. Em nói trước là em hát hơi dở anh chị. Ờ, bên kia người ta có thù với âm nhạc, mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo dạt mây trôi chim ca tan tiếng tình bao đời, lầm một tim trong hai tính đời ba bốn tình chờ. Sao chẳng thấy anh. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức à. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ 6 năm, và để chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Rất là dài đó. Dạ. Dạ, lý do chia tay là do em ham công tiếc việc quá, cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta, nhưng mà rồi bỏ bê họ. Để lúc mà họ
con gái cũng có thì thôi. Đúng mình rồi. Không quan tâm họ đến lúc mà vô tình không để ý tới cái suy nghĩ của họ. Quen bạn gái mình bỏ bê là một cái lỗi rất là lớn ha. Rồi bao giờ mới nhận ra điều đó? Dạ thì đến lúc mà chia tay xong rồi thì cũng có muốn là cũng có giữ quan hệ. Nhưng mà đến lúc mà mình rồi bạn gái mà cũng nói nhưng mà mình cứ ham công tiếc việc đó, không sắp xếp thời gian qua lại thì đến lúc mà cách đây 4 năm thì 3 năm thì bạn lập gia đình. Đúng rồi, ai mà chờ đợi mình nổi. Yeah. Gái người ta có một thời xuân sắc là quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Bây rút giờ kinh nghiệm nha em. Nếu mà quen dạ. Người mới này sao? Dạ thì cũng sẽ tìm hiểu mà nếu mà hợp nhau thực sự đồng cảm thì cũng qua 1-2 năm mình sẽ tiến. Không phải vấn đề là có ham công tiết việc nữa không thôi. À dạ không. Không đúng không? Dạ. Nói công việc cũng phải quan tâm tới người yêu của mình nha. Dạ. Rồi bạn gái tình trường mình sao? Dạ em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. À, một mối tình từ thời mới ra trường ạ. Nhưng mà lúc đó suy nghĩ còn trẻ con thì cũng không đi đến đâu ạ. Sau này? Sau này em có quen một người nữa nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là xa mặt, chắc lòng anh chị. Nên quen mối tình được bao lâu? Một năm chị. Quen được 1 năm xong rồi em đi cho nên là chia tay. Dạ. Vậy là em đi đâu, em đi nước nào? Dạ em đi Nhật ạ. Đi học hay là mình đi làm việc? Đi làm việc. Bao lâu, đi mấy năm? 1 năm chị. Đi 1 năm. 1 năm mà hai người không chờ đợi được nhau. Dạ. Thì em nghĩ cái khoảng cách chỉ là một cái lý do. Đúng rồi. Dạ. Tình yêu mình chưa có đủ lớn đúng để vượt qua thôi đúng không? Có lẽ là vậy. Bây giờ sở thích của bạn là gì? Sở thích của em thì có nhiều lắm chị. Thì em thích nghiên cứu về các vị. Em thích nấu ăn hả? Dạ. Thì em thích nghiên cứu những cái mới. Dạ. Thì ví dụ như em đi ăn ở đâu đó thấy một cái món gì đó ngon, em cảm thấy thích thì về em sẽ học hỏi tìm hiểu rồi em làm à. Thường nấu ra vậy là ai sẽ là người thưởng thức? Bạn bè. Bạn bè khen hay chê? Có cái khen có cái không biểu cảm được. Nói chung mình có tinh thần học hỏi là được rồi ha. Yeah. Rồi bây giờ em muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em bởi vì em 1m6 cho nên là em muốn bạn đó cao cao một xíu, như là em thích đi giày cao gót đó chị. Dạ để em rồi nhưng mà quan tâm hàng đầu của em về tính cách à. Em thích một người điềm tĩnh và có ý chí. Dạ thì yêu cầu chính em chỉ như đó. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào. Xin chào bạn nam bên đó ạ. Chào bạn nữ. Nghe giọng bạn có vẻ mình người gốc miền Trung đúng không ạ? Đúng rồi, mình gốc Huế. Ở bạn tên gì? Dạ, em không nghe rõ ạ. Hồi nãy chưa nghe được cái tên của em á. Mình tên là Mừng ạ. Mừng à. Anh tên dạ. Là Kỳ. Dạ, chào anh Kỳ. Mừng Kỳ. Em tên Kỳ đó. Dạ. Mừng Kỳ. Có cái gì sai sai. Mừng thì Kỳ. Rồi, hai bạn trao đổi đi, mình trao đổi cái mục đích, cái nguyện vọng của mình muốn tìm người như thế nào đó. Mình coi thử đối phương có phù hợp với mình không? Dạ. Em hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. Thì anh quen với người đó được một thời gian rồi sau đó là anh như anh nói thì bỏ bê ạ. Thì thường người ta sẽ nói là ngựa quen đường cũ à. Anh cứ nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Không, thì thật ra cái đó là một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó, mình đã biết rồi. Cho nên khi mà ví dụ tìm được đối tượng được á thì mình cũng sẽ tiến tới thôi. Tại vì không, đó cũng phải cái lý do mà khi mà sau khi chia tay thì mình có thể cứ nói là nam nó đào hoa hay gì đó, có thể quen người này người khác. Mà với mình thì còn không có cái gì đó. Thì do vì mình biết được sai lầm chứ mình không muốn phạm phải sai lầm đó và cũng không một lần duy nhất và cũng phải chọn cho mình là được cái người thích hợp nhất. Đó, chứ không phải là quen nhau rồi được vài dăm ba bữa rồi như thế nào đó xong rồi lại chia tay, cái đó là mất thời gian của nhau thêm nữa. Cho nên nếu mà chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên, thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ thì sẽ không để lại mất tình trạng nó xảy ra. Rất hay. Mỗi người lý tưởng cho bạn trai là như thế nào? Dạ sao cô? Em muốn tìm một mẫu người bạn gái của mình đó là người như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, với
con không có quan trọng là bạn đó là truyền thống hay là hiện đại gì cả, tại vì chúng ta đó là tính cách sở thích của mỗi người. Nhưng mà chúng chỉ có quan trọng ở chỗ là biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau, và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau đó, thì như vậy nó sẽ hài hòa hơn. Và cũng vì cũng có nhiều bạn bè của cháu là cũng cưới nhau rất là sớm, nhưng mà do vì cái cứ giữ trong lòng và không chịu đồng cảm chia sẻ cho nên cái cuộc hôn nhân nó không có êm đềm đó. Thì cái đó lúc đó thì cháu cũng có kinh nghiệm là bạn như thế nào cũng mình bạn như thế nào cũng không sao cả, chỉ có vấn đề là chúng ta gặp nhau và chúng ta đồng cảm, chúng ta biết chia sẻ với nhau, đó là cái chính đáng. Và cái mẫu con gái là phải tóc đó là phải tóc dài yeah. Gì nữa? Tóc dài, người dài, chân dài, có mũi dài. Dạ không, có một cái này mà cháu mà người chọc cháu bị ế là gì là đòi hỏi cao quá. Là cái này anh hỏi mừng nè, em có biết võ không em? Dạ như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. À cái này để về anh dạy anh chỉ thêm cho em sau này cũng được. Cái này muốn người có võ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đi ra cái tiêu chuẩn mà trong công ty hỏi là anh đi đặt cái tiêu chuẩn bạn nữ như thế nào, nói đai đen karate, nói anh cái tiêu chuẩn của anh ế là phải rồi. Chuyển kỳ quá vậy. Dạ. Anh kỳ phải kỳ chứ. Rõ gì vậy có gì đâu. À dạ không, tại vì cái bạn chất tôi cũng là cái người giống như là mình đi làm cái kia, thì mình muốn một bạn nữ á cũng phải biết cứng rắn mạnh mẽ, đôi khi cũng phải biết tự bảo vệ của mình. Giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Dạ thì cháu nghe thì cháu thấy cái giọng nó rất là ngọt, có thể là một gái rất là xinh. Xinh, rất là dạ. Xinh. Tóc thế nào? Cái này cháu chưa biết, chưa có gặp sao biết được chứ. Tưởng tượng thử xem bây giờ mình cảm nhận đoán thử ừ. Chắc tóc dài, tóc dài rất dài rất dài ha. Chào anh gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Người Bình Định hả? Dạ đúng rồi. Quyện nào? Dạ em ở An Nhơn ạ. An Nhơn. Dạ. Rồi như vậy người Bình Định là tao nói là con gái Bình Định là cũng như là giữ chồng dữ lắm luôn á. Cũng có thể dạ. Mình cũng rút kinh nghiệm từ những mối tình, là hy vọng là mối tình này sẽ được bền vững ha. Và sẽ là mối tình cuối cùng. Dạ. Chàng trai bên đây hơi gọi là kỹ tính chút xíu. Dạ. Thằng ông kỹ tính vậy em cứ thấy sao? Em thích những người kỹ tính. À, kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Dạ. Xòe xòa. Xề xòa, người này kỹ tính không có xề xòa nữa. Em không thích nha, bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ, chỉ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi nha. Dạ. Thấy là ổn đó, chiều cao cũng rất là cao. Có thể mang thuốc càng cao càng tốt, không sao cả. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính gì nào tiến tới hôn nhân, bạn nam? Dạ nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc phải qua năm. Qua năm? Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Em nghĩ thời gian kết hôn không phải là thời gian, chủ yếu là thời điểm mà nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn hả? Điều gì mà em ghét nhất ở người bạn trai? Nói nhiều. Nói nhiều, hôm nay nãy giờ thấy em có nói nhiều. Dạ không coi, sale nói nhiều đúng không? Sale nói nhiều trong công việc. Cái gì cần nói thì nói, không nên là bả đâu nói đó, nói lung tung không kiểm soát được. Dạ. Đúng không? Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ cũng rất là chuẩn bị. Mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ tôi đang làm ở Sài Gòn. Đang làm ở Sài Gòn. Dạ. Gia đình mình còn ở dưới quê sao? Dạ ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu. À mình lập nghiệp ở thành Sài Gòn luôn đúng không? Dạ. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Dạ thường thì nó là chồng không đưa cho vợ giữ. Chồng không đưa vợ. Điều gì em không thích như người bạn gái? Dạ thì không thích là bạn gái là như nói nhiều và hay là nhiều. Qua gọi là ích kỷ. Ích kỷ là sao? Và ví dụ như là đi chơi với bạn bè thì như là anh đi bạn bè học lớp như thế nào thì đôi khi có nam nữ thì cái đó là mình cứ gọi là đi là bạn bè là đi chia đều như thế nào đó thì ví dụ nó tại sao anh cứ để tiền chia tiền bạc cho nó thoải mái xíu đừng có chia ly. Dạ đúng rồi. Lo nghĩ cho mình không á đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi, ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ anh. Cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Bạn đồng nghiệp thôi, cho gặp chị gái trước đi. Chị gái thấy sao em vô tương lai như sao? Dạ, xin chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Thì bạn gái ở bên họ, bạn gái thì cực kỳ dễ thương.
một cô gái rất là cá tính mạnh mẽ nhưng mà vẫn có cái sự ngọt ngào bên trong. Thì hiện tại là hai bạn đều là nhân viên kinh doanh, đều ở trong lĩnh vực kinh doanh, cho nên là mình nghĩ là sẽ hỗ trợ được nhau rất là nhiều trong công việc. Thì Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Nếu mà ai đã từng tiếp xúc nhiều với Kỳ rồi đó thì sau này em sẽ nhận ra những cái địa điểm thì ai cũng có từng cái khuyết điểm. Thì nghĩ là hai bạn xa đều xa quê hết, đều là đến thành phố để làm việc, cho nên là hiện tại á cái mối quan hệ của mình nó sẽ không có nhiều, cho nên là chị nghĩ là Kỳ dành thời gian nhiều cho bạn bè thôi chứ cũng không phải là bỏ đi bạn gái gì đâu. Mà mình đã có một cái thời gian mình nhận ra cái sai lầm của mình rồi, cho nên là còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chốt cọc đó chị, chốt cọc nay bỏ cọc luôn nha. Gái mình đi với ai? Chốt cọc cái hợp đồng của chị. Dạ hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. À có đồng nghiệp có sếp nữa ha. Rồi cho mời bên đại diện bên nhà gái. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Mình thì có những nhận xét về với mình thì người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc, và nghe cái tên mừng thôi là thấy mọi người rất là vui vẻ rồi. Về bạn nam bên này á, thì nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc, thì chắc là nhìn mình nhìn sơ thì có thể là sau này thì cuộc sống gia đình thì bạn này có thể là ổn. Thì đánh giá chung hai người thì chắc nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau đó thì quyết định là của hai bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, nghe thấy tình mừng mình thấy vui vui rồi. Còn nghe tên cái kỳ kỳ sao? Rồi. Thứ hai, nói chung là hai bạn anh thấy rất hợp lý á. Một bên rất là nhu mì, chín chắn ha. Cô kia xinh đẹp và giống như chị gái nó rất là ngọt ngào. Trong sâu thẳm thì thấy rằng hai bạn rất là có duyên với nhau đó. Bây giờ quan trọng là có nợ hay không thôi nha. Rồi, chúng ta sẽ có một trò chuyện với nhau. Mở hàng nào. Cảm ơn ạ. Em xin gửi anh món quà. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn đó. Giờ nó thấy cụ thể chứ ha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có hai phút để trò chuyện với nhau. Đầu tiên các bạn hãy cảm nhận về nhau. Bởi vì đây là những con người chưa bao giờ quen biết, có khi cả cuộc đời không cảm nhận là sẽ gặp nhau. Hôm nay chúng ta có duyên để gặp nhau nói chuyện về tình yêu. Cảm nhận như thế nào? Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy? Em thấy anh là người chín chắn ạ. Em thì mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết, nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thì anh thấy anh rất là dễ thương. Với lại cảm ơn anh. Có là hồi nãy anh có nói là cái nhu cầu cao là gái biết võ là chắc như vậy mà ban tổ chức kiếm cho em bình định. Mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ cái này ngắn để dài được không? Thì thiệt ra thì em cũng không thích, em không nghĩ là mình một ngày nào đó mình sẽ cắt tóc ngắn đâu. Hồi đó thì cái đặc điểm công việc của em hay ra vào nhà máy anh. Thì lúc ra thì phải búi tóc lên á, thì nó không có tóc dài là nó hơi bất tiện. Thì hôm đó thì em tới tiệm cắt tóc và nói anh nói thôi cắt cho em kiểu nào nó gọn gọn, thay đổi một xíu cá tính lên một xíu tại nhìn thiếu cá tính quá. Thì cái anh đó là nói em yên tâm, anh là cây kéo vàng cho nên là cứ để anh. Rồi và kết quả là nó như thế. Để tóc thì đẹp mà. Cảm ơn anh ạ. Đóng đẹp. Dạ. Cảm ơn anh. Chúng ta nói chuyện về tình yêu với các bạn. Anh nghĩ là hôm nay là chúng ta tới đây là cái duyên. Thì cái duyên mục đích của mọi người đến đây là thì cái là quan hệ sau này. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Anh hy vọng là hôm nay là chúng ta sẽ dành cho nhau cái cơ hội như vậy. Anh nói em nghe trên đây á, có những người mới gặp nhau thôi, người ta đã yêu nhau từ lúc nào rồi.
gặp nhau chỉ có một vài phút người ta đã cưới nhau rất nhiều rồi, đừng nói ở đây ta không cảm nhận gì về nhau à, thì coi như ta cũng chưa có gì để bấm nút hết. Bây giờ ta có thời gian 2 phút để nói chuyện. Dạ. Dạ không chú, nếu mà không thích thì không nói câu đó đâu. Đúng rồi, nhưng mà không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Dạ. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Dạ. Rồi bây giờ nè, mình trò chuyện nhau trong vòng 2 phút nói chuyện về tình yêu nha. Dạ. Hẹn hò thế nào, rồi tương lai ra sao, rồi đón nhau như thế nào gì đó. Hẹn hò đi các bạn. Nếu mà ví dụ như hẹn em đang làm việc ở đâu? Dạ ở Gò Vấp anh. À, anh cũng ở Gò Vấp. Anh ở đường nào vậy? Anh ở đây Đức Thọ. Gần quá. Em ở Nguyễn Văn Lượng. Cái này quá gần rồi. Dạ. Thế mà thì cái tiện cho công việc chúng ta gặp gỡ, nhưng mà ví dụ như cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính à, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tăng công ca. Tác. Tăng ca. Không, tăng ca em đi công tác à. À, nhanh nhất thì trong ngày và chậm nhất là khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là cùng nghề thanh đồng cảm được công việc mà. Thế lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Dạ. Cho nên là hầu như sẽ không có cái hàng ngày nghỉ chủ nhật. Dạ. Chỉ là được thôi buổi tối thì được. Dạ. Anh cho em hỏi nếu sau này giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập. Thế là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. À, nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh thì hoan nghe. Dạ. Mẹ là thích nói con dâu. Dạ. Giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Chúng ta làm anh để giữ hạnh phúc cho nhau. Nếu như vậy thì như nãy cháu có nói chia sẻ là chúng ta nếu đã quyết định hôn nhân là đã có sự đồng cảm rồi thì lúc đó là sẽ cuộc sống như là đến khi mà xác định hôn nhân tình cảm mình phải đồng cảm với nhau trong quá trình hôn nhân thì lúc đó gì để bảo vệ hạnh phúc đó. À, chứ không lẽ là quýnh người thứ ba hả chú? Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. Đó là mình thẳng thắn chia sẻ. Dạ, thì những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn là chọn mẹ trai. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em được không ạ? Không, ví dụ như là nếu mà em thích làm dâu, ví dụ như cái thời gian là như thế nào? Nếu mà mình hiện tại mình sống ở đây thì thỉnh thoảng là anh cũng phải về Vũng Tàu thứ bảy chủ nhật rồi gì mà rảnh á thì anh về dưới đó thì có đi theo không? Em nếu mà thì có, em nghĩ là có. Này quan niệm về con cái thế nào? Về quan niệm con cái là anh quan niệm như thế nào? Em nếu mà sau này em sinh con thì em sẽ cho nó phát triển theo kiểu tự do, em không thích gò bó ép buộc nó theo ba mẹ. Giống như suy nghĩ của anh thì con cái là tự cho trai gái gì cũng được, thì khi mà mình cũng phải mình phải là cái người vững chắc, cái người đi đầu hướng dẫn nắng cho nó thì để nó thành người. Thì cái cách của anh thì theo như là theo cái kiểu là mình nói như nôm na là cái kiểu của phương Tây á, theo kiểu là ở với đại bàng sẽ là đại bàng, ở với chim bồ câu sẽ là bồ câu, thì coi như là cái đó là anh với em có đồng quan điểm này. Dạ. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình trong lòng mình đang cảm giác như thế nào? Dạ, cảm thấy gần mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe mình đang suy nghĩ gì, nói thành thật một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Thì câu này thì nói là có duyên rồi thì chúng ta thử xem chúng ta có nợ hay không, cho nhau một cơ hội. Mình phải làm cái gì người ta mới cho mình cơ hội chứ đâu có tự nhiên cho cơ hội được. Mình phải nói bây giờ anh cảm thấy anh thế nào hoặc là anh cảm nhận em như thế nào thì chúng ta mới cho nhau cơ hội chứ. Không biết nói thì sao? Không biết nói thì không biết cho cơ hội. Là trong lòng chúng ta đang suy nghĩ điều gì, trái tim có rung động trước cái bóng hồng này hay không, và mình có mong muốn điều gì trong tương lai hay không, và để giữ được cô ấy sau này chúng ta sẽ làm gì, sẽ hứa điều gì cô ấy, ví dụ như vậy để cho cô ấy có thể tin tưởng vào một chàng trai. Ở đây trước mặt bao nhiêu người lại bấm nút là hẹn hò, là phải nắm tay nhau, phải hôn nhau, thì mình phải có cái gì đó mình cho bạn gái mình cảm thấy tin tưởng rồi đã, người ta mới quyết định được. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. Ở thì sao nói vậy? Ở đây là thấy chúng ta có duyên rồi thì quyết định của anh là sẽ bấm nút, chưa biết nào nếu mà chúng ta là nếu mà trường hợp mà em không bấm á thì cũng sao, chúng ta cũng có số và chúng ta cũng có thời gian để em tiếp cận thêm. Còn về vấn đề là đã xác định rồi thì
lên đây là mình đã như thế nào, thì chúng ta sẽ thôi chúng cho tụi con quyết định lại. Gì nói gì? Dạ thôi cho tụi con ngồi rồi tay vô nút đi. Trời ơi, dân sale gì kỳ cục vậy? Dạ không, sale với khách hàng nói chuyện. Nói chuyện vậy chứ. Sao chốt hợp đồng ai mà đặt cọc? Dạ không, hợp đồng khác. Nói phải quyết vô, quyết liệt vô cái mục đích cuối cùng chứ mày nói mà cứ nửa vậy ai mà quyết định. Nói sao? Bây giờ bạn gái trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Rồi chúng ta về ghế và quyết định có bấm nút hay không. Mời bạn. Ở cái này là bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Cứ thử đi, mạnh dạn lên, bạn trai đã rung rồi mình phải thể hiện mình cá tính bản lĩnh. Em nghĩ là nên hỏi là được rồi anh, nếu bạn nào bạn trai đứng lên tiến tới bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Chỗ này đi một vòng thôi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. À, em giải thích rõ là em thích em thích mùi mồ hôi tự nhiên à, chứ không thích mùi nước hoa. Anh có xích nước hoa không? Dạ có. Rồi, nhưng mà tiềm ẩn đằng sau lớp nước hoa vẫn có thể là mùi thơm ngào ngạt. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ không. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Nó nói lên điều gì? Thì mình thích mình mới rung. Hả? Thì khi mình có cái gì đó rung động mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Bây giờ thấy rung tay, rung chân thôi. Rung cả người đó chú ơi. Rồi thôi được rồi, vị trí của bạn. Rồi chúng ta đặt tay vào nút bấm và chuẩn bị quyết định của mình nha. Rồi đây, nút bấm đây mình trái. Đây đặt tay vào nút bấm với bạn. Chúng tôi tìm mọi cách để các bạn có thể tiếp cận nhau, để các bạn phải chia sẻ nhau, để nói chuyện với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn và để nhìn nhau nhiều hơn. Sau thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu đi tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút để là hẹn cà phê, cà pháo, vui chơi nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mà em bạn gái có một thoáng suy nghĩ. Tại sao em định không bấm? Em suy nghĩ hơi chậm thôi chị, chứ không phải. Chắc là em bấm hơi chậm thôi. Bấm hơi chậm. Bởi vì chàng trai đã quyết định bấm ngay từ đầu, nhưng em gái vẫn còn suy nghĩ điều gì đó. Anh biết chắc suy nghĩ đó có chứ không phải không. Và bạn trai hãy tìm xem mình đang thiếu cái gì đó mà bạn gái phải suy nghĩ. Chị nghĩ nhớ đó tìm là... ra điều đó nhé. Đó là bí quyết hạnh phúc đấy. Nào hãy nắm tay nhau các bạn. Tôi nghĩ đó là cái sự quyết đoán đó. Mình đàn ông mình phải thể hiện cho bạn gái thấy mới mạnh mẽ lên. Đứng thẳng lưng lên coi. Mạnh mẽ lên. Tự tin lên. Mạnh mẽ tự tin lên em. Cái gì mình... Mà nữ không cho không rồi. Không cho thì em làm sao cho người ta cho. Hôn tay là được. Không được. Đó là truyền thống của bạn Quyền Hò. Làm sao thì làm. Hôn nhau để chứng minh rằng nắm tay nhau, nắm tay nhau nào. Này, hôn nhau để chi? Để ta chứng minh rằng chúng ta bấm là sự thật, bấm bằng cả trái tim của mình. Khi đã yêu nhau thì chúng ta không sợ điều gì cả. Các bạn nhé. Mình lên đây là rất rất nhiều người đang theo dõi, người nhà, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Nếu mà chúng ta phải quyết định chín chắn chúng ta mới bấm. Nếu không có quyết định chín chắn mà bấm chơi cho vui á, mình phải hôn nhau ở đây mình mất cái duyên mình ráng chịu. Cho nên đã bấm nút là phải nắm tay nhau, phải hôn nhau, cho nên phải suy nghĩ thật sự rung động trước đối phương mới bấm nút. Chúng tôi sợ chỉ các bạn sợ là các bạn bấm vì cái điều gì đó, bấm để chơi vui uống cà phê hay để vừa lòng nhau gì đó. Thành ra chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn. Chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu. Rồi, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi,
Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Đây là món quà đặc biệt, đó là một chiếc TV ha, hiệu UBC TV đỉnh cao công nghệ Max TV điều khiển bằng giọng nói gửi tặng các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Đây là kết hôn trong một gói TV trong phòng của mình luôn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn anh. Nắm tay nhau thật chặt và đi tìm hiểu nhau đi hai bạn. Đi thôi. Cái này sao nắm cả. Tìm cách đi bạn, cái gì cũng phải tìm cách. Trời ơi, mai mốt sung sướng rồi có thể hỏi tôi làm sao không?